Đến với Đấu La Đại Lục, Đường Hạo chính là hồn sư có lực lượng công kích mạnh hàng đầu, có thể nói là đỉnh cao. Mặc dù Đường Hạo rất ít có được các trận đại chiến nảy lửa, nhưng mọi thời điểm xuất hiện của ông đều được coi là đỉnh cao của sự cuồng ngầu, cực kỳ độc đoán. Không nhờ cậy một thế lực nào, chỉ bằng cây búa trên tay, mỗi khi cây búa vùng lên là mỗi lần kẻ thù phải run sợ. Đường Hạo còn dám trực tiếp hét lớn với Kim Ngạc Đấu La rằng: "Kim Ngạc Đấu La, vừa rồi quên nói cho người, ta tên Đường Hạo, phong hào Hạo Thiên, chính là Hạo Thiên Đấu La thế hệ này của Hạo Thiên Tông. Khi xưa Thiên Tầm Tật chính là bị ta đánh cho thương nặng, sau hộc máu mà chết. Khi đó hồn lực của hắn đã đạt tới 95 cấp, còn ta vừa mới tiến vào cảnh giới phong hào Đấu La." Đường Hạo giơ tay trái lên, chỉ ngón trỏ vào Kim Ngạc Đấu La, lắc lắc ngón tay, lãnh khốc nói: "Muốn báo thù cho Thiên Tầm Tật, người vẫn chưa đủ, gọi Thiên Đạo Lưu đến đây." Vừa nói, hắn xoay người đi tới bên cạnh Đường Tam, nâng con trai lên vỗ vào lưng của Đường Tam, rót một cỗ hồn lực cường đại vào trong cơ thể của Đường Tam. "Tiểu Tam, người nhớ kỹ, cho dù có chết chân cũng tuyệt đối không thể ngã xuống." Vậy theo các bạn, Đường Hạo thực sự mạnh đến như vậy hay chỉ là phóng đại? Cùng nhau tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay nhé. Đừng quên ấn like, chia sẻ để ủng hộ Trèo TG. Đường Hạo và Đường Khiếu thủ niên thiếu, nổi tiếng với danh hiệu Hạo Thiên Song Tinh, ở cấp 89 đỉnh phong, một mình Đường Hạo chống lại Thiên Tầm Tật, mà lúc này Đường Hạo mới chỉ có 8 cái hồn hoàn. Mặc dù lúc đó Đường Hạo cũng có được cho mình hồn hoàn 10 vạn năm, sau khi chiến đấu với Thiên Tầm Tật và những phong hào đấu la hay những hồn đấu la khác, Đường Hạo đã bị nội thương nghiêm trọng, có thể nói Đường Hạo lúc đó không phải trong trạng thái toàn thịnh. Về sau, Đường Hạo bị mất một chân và một cánh tay, lý do là ông đã tháo hồn cốt ở chân và tay trả lại cho Hạo Thiên Tông, sức mạnh này giảm xuống cấp độ 75. Sau khi đánh gãy tay chân, Đường Hạo lấy ra hai khối hồn cốt, yêu cầu Đường Tam đưa trở về Hạo Thiên Tông, cái giá mà ông phải trả tất nhiên rất lớn. Sức mạnh hồn lực không chỉ giảm xuống 20 cấp, tay và chân chỉ có thể thay thế bằng đồ giá. Đường Hạo sử dụng phương pháp này để bày tỏ tội lỗi 20 năm trước đối với tông môn, thế nhưng trong quá trình làm đứt gãy tay và lấy xương hồn cốt, Đường Hạo cũng đã lên một kế hoạch cho chính bản thân. Những vết thương cũ ông ấy sẽ lắng đọng trong cơ thể của mình, tích tụ nó nhiều năm, tất cả sẽ được thanh lọc khỏi cơ thể. Hai cái hồn hoàn bị mất cũng là cấp thấp nhất, do vậy sức mạnh tổng thể của ông mặc dù giảm đi rất nhiều nhưng vẫn có thể chiến đấu với phong hào đấu la ở mức trung bình. Đường Hạo cũng dự định lùi về núi, sống với A Ngân từ bây giờ, thế nhưng Đường Tam đã tìm cho cha mình một phương pháp phục hồi. Sau khi từ đảo Hải Thần trở về Đấu La Đại Lục, Đường Tam đưa cha của mình trở lại Hạo Thiên Tông một lần nữa, đòi lại hai khối hồn cốt cho cha mình, sử dụng khả năng phục hồi của xương đối phải hồn cốt làm ngân hoàng, giúp tay và chân của Đường Hạo phục sinh trở lại. Sức mạnh hồn lực đã mất cũng được khôi phục lại, và sau khi kinh mạch được mở, ông đã trực tiếp tăng lên tới cấp độ 97. Sau khi Đường Hạo phục hồi sức mạnh, hai cái hồn hoàn ban đầu bị phế bỏ đã được thay thế. Nếu như Đường Hạo hấp thu hai cái hồn hoàn 10 vạn năm, ông cũng dư sức chịu đựng được. Chỉ là ở trong lý thuyết, không có nhắc đến hai cái hồn hoàn này của Đường Hạo. Nếu xét từ thành tích sau đó của ông, nó không còn là hồn hoàn cấp thấp nữa. Trong giai đoạn sau cùng của cuộc đối đầu giữa Vũ Hồn Đế Quốc, Đường Hạo với vai trò hỗ trợ đắc lực của con trai mình, Kim Ngạc Đấu La 98 cấp cũng bị một búa của Đường Hạo đánh bại. Ông hết lần này tới lần khác mang đến một cái bóng khổng lồ cho Vũ Hồn Điện. Nói về tạc hoàn của Đường Hạo cực kỳ mạnh mẽ. Điều này cũng liên quan đến việc thay đổi hồn hoàn của ông. Sau khi ông đánh bại Kim Ngạc Đấu La, Đường Hạo dám trực tiếp hét lên: "Muốn báo thù cho Thiên Tầm Tật, người vẫn chưa đủ, gọi Thiên Đạo Lưu đến đây." Tại sao ông dám nói như vậy? Đơn giản đó là sự tự tin, ưu thế mà tạc hoàn mang lại, cũng như hồn hoàn của Hạo Thiên Trì được gia tăng, sức mạnh để thăng lên rất nhiều.